Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nha, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Thì hôm nay được ngày rảnh rỗi, hôm nay em quay chi tiết sơ sơ nhà của em và các cái dòng máy, cái địa em chưa dọn và những cái dòng máy xài rồi và tất cả các cái cục máy xác hay nọ. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua cái đồ phụ tùng của máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Đó, những cái dòng nào bên em có thì em sẽ phục vụ tận tình cho tất cả mọi người ha. Trước tiên này giới thiệu sơ sơ quay chi tiết cho mọi người xem rất là nhiều dòng máy mà bên em chưa có giới thiệu qua cho mọi người ha. Cũng có thể là có đã giới thiệu qua rồi nhưng gọi là hàng ế ha. Ế không phải ế, máy đẹp nhiều lắm. Đây, Echo máy phát cỏ này. Con này Echo 260 này, con này còn đẹp xuất sắc luôn. Bình xăng lớn này là các cái tem mạc của nó còn cực kỳ là đẹp. Đó. Estin này, 108 này. Con này 26cc lòng 34, Estin này lòng 38 ly này. Estin 108 lòng 38 nhé. Còn đây là con Echo 2625G. Ồ, con này khá đẹp nhé. Đó. Đấy, những cái dòng này nhiều khi em chưa lên sóng cho tất cả anh em mới không biết, cứ tưởng là không còn hàng ha. Đây. Tại vì cũng bận rộn nhá, nên là không có lên sóng cho tất cả mọi người xem được. Đây là Echo 2625G nòng 34 nhá, 26cc, có trợ lực lớn luôn. Còn đây là XL Mat này, hàng này của Singu này, 26 luôn này. Còn đằng này 25 này, XL Mat luôn. Đó, 25cc, bộ giật có trợ lực nha mọi người. Đó. Sử dụng chế xăng quả ga ngang này, chế xăng đời mới ha. Các cái bình chứa xăng này nó cũng rất là đẹp nhá. Đây, Echo luôn này. Thằng này là thằng Maruyama 26 này, chưa dọn nổ hết nha. Hơi hám khỏi chê. Anh em nào mua chưa dọn, em có chưa dọn nhá. Anh em nào mua dọn rồi, có dọn rồi. Đó, giá chênh lệch nhau thì hơn nhau 1-2-300. Còn đây là Arif Kawasaki này. Con này thì lại xấu xí tí. Đó, Arif con này 27cc nha mọi người. Bộ giật có sử dụng bộ giật trợ lực lớn. Còn đây là máy xác TU43 Mitsubishi. Đó. Em này đã bị hư nòng này. Anh em nào mua còn đầy đủ cả phần bán cho 100.000 về nhà lấy đồ nhé. 100.000 anh em nào mua em lấy là vậy luôn, như một cái bộ cần này luôn này. Đó, anh em nào mua lấy em bán cho, gọi là thanh lý cho nó bớt đi ha. Còn đây hàng Iseki, hàng này Việt Nam sờ rồi này, hàng điều này, hàng của Nhật hơi hám cực kỳ cứng luôn, nhưng mà về phải làm bình sơ con lại mới nổ được nhá, hơi hám này. Mai mốt em lên sóng bán rẻ cho anh em luôn, giá chỉ 200.000 thôi ha. Đó, Echo này, Echo nhỏ này, dành cho những chú bác nào có tuổi này, sử dụng gia đình làm nhà vườn ha. Echo này mã số 22 hoặc 23 này, còn đây là 24 này. Mã số 24 này, toàn máy đẹp luôn nha mọi người. Xuất sắc luôn nhá. Đó, còn đây là Tanaka Start 24 luôn này. Đó. Còn đây là đống máy có thể có vài con dọn rồi, còn đa phần cũng chưa dọn ha. Rồi, tiếp theo là đến kho máy xác. Máy xác bên em thì cực kỳ là nhiều, rất là nhiều. Nó thì nói chung là nhiều nhưng mà nó cũng phải thuộc vào cái hệ của anh em. Nhiều anh em nào xài các cái dòng máy lạ thì em cũng không có đồ thật. Đấy, phải kiếm, phải đợi. Còn anh em nào và đúng vào những cái hệ mà bên em đã có như Echo, Sidoway này, đa phần là có đồ cho mọi người thay thế ha. Đó, đồ thì rất là nhiều. Trên kia em còn cả một con xe đạp nữa. Con xe đạp ngày xưa em cũng đã độ máy phát cỏ, em chạy phá làng phá xóm, mình hít cả tai, xã bắt lên phường luôn. Nó đút phạt rồi đi về lại ném chỗ. Đấy. Đấy. Rất là nhiều máy à. Nhưng đây là máy, các máy Việt Nam xà rồi này. Em có thể tháo các tùm cần hay các hộp giật ra để bán cho anh em ha. Này, tùm cần này. Đó, bình xăng lớn này. Anh em nào cần gì cứ liên hệ mua. Đó, các cái đầu máy Trung Quốc này hay máy Nhật này, đủ các loại luôn, tất cả các dòng luôn. Nó các cái dòng máy phát cỏ này. Đó, nói chung là đồ rất là nhiều, trên này nguyên lô máy phát cỏ luôn, còn nguyên nha mọi người. Đó, máy nghe điện. Bên em cửa hàng. Đấy. Đây là con cục xác Estin 361 này, anh em nào cần mua đồ gì cũng liên hệ em. Sidoway 1035 này. Đó. Đầy đủ các thể loại. Đây. Đây là kho ấy đã xong. Rồi tiếp theo đến các con máy dọn đồ. Các cái dòng máy cưa phát cỏ. Đây gồm có Echo 360 này, rất là đẹp này. Máy cưa cắt tầm trung, cắt gia đình. Anh em cắt xỉa xẻ gỗ thôi ok.
Đây là máy này em đã lên lô này, con Tanaka Start này, tay cụt ST170C, con này số 6 bẩn bẩn này. Giá rất là vừa tầm cho anh em, 2 triệu 7 một cây nhá, có trợ lực nha. Đó, có trợ lực mà 2 triệu 7 một cây. Nói chung là anh em nào không quan trọng ngoại hình thì mua con này, nổ vẫn còn ngon lành, không phải suy nghĩ gì hết, bao zin nguyên bản, không lai một con ốc. Đó, nòng nước còn rất là đẹp, nhưng chỉ tiếc là ngoại hình ngoài nó xấu ha. Ngoài ngoài nó xấu này. Đây là bán giá rẻ cho anh em nào không quan trọng ngoại hình, về mua về để xài giống này, để chinh chơi. Đó, thôi, không phải suy nghĩ. Đó, rất là cứng. CSV381, cây này chưa dọn nha mọi người. Đó, cây này con đúng bơm xong phụ này, con này 39,6cc ha. Rất là mạnh, con Makita. Đó, con Makita ME3201 này, Makita ME3201 này. Con này con Echo CSV3411 này, hai con luôn. Đó, đây nha mọi người, Sinoway này, đây là Echo 361 này, đây là Yangma 330 này. Đó, tay cụt Echo này bán rồi nha mọi người. Đó, cái đó có anh khắt đạt rồi. Con này là Estin 180, Estin 018 này, đây là Gkomatsu Genwatt này, Echo 332 này, Estin 023 này, Estin 362, Echo 362 này. Đẹp chưa? Khá là mới xuất sắc luôn nha mọi người. Những cái tầm giá 362 này nằm giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 cây tùy theo máy nhá. Ủa, cây này chưa chảy sơn dưới lốc nha mọi người. Khá là mới. Lam Latin nha. Đó, anh em nào mua liên hệ em nhé. Giá 2 triệu 7 một cây Lam Latin ha. Lam Echo Kerit. Echo GC301 này. Đó, con này 1 triệu 9 một cây. Đây Estin 010010 này. Con này thì 40cc nha, rất là mạnh nha. Anh em nào vừa tiền xài cái này thì ok. Giá 1 triệu 9 nha mọi người. Đó, 1 triệu 900 ngàn đồng một cây này. Rồi, máy phát cỏ mấy máy này chưa rõ nhá. Sinoway lô trước em có quay nhá. Đó, Echo này, 2625 này, Maruyama này, Tanaka. Rất là nhiều dòng máy à, Husqvarna. Đó. Con này đầu máy Trung Quốc nha mọi người. Con này là Gobi. Con này hơi cứng này, hàng ở Trung Quốc nha, hàng cao cấp này, cực kỳ tốt luôn. Như cái 4K. Đó. Còn đây mặt trước mặt tiền cửa hàng của em. Các con máy chờ để lấy đồ thay thế nha mọi người. Đó, đây là các em máy chờ lấy đồ thay thế. Đã bị tháo tùm tùm lum. Đó, anh em nào mua gì tháo đấy, bán đấy luôn. Để phục vụ anh em hết mình luôn. Còn đây các con máy dọn rồi, Sinoway 360, Sinoway E300, Sinoway 352, Sinengu SV34 này. Đó, E300. Echo này. Nó mấy con này bỏ bọc chơi chơi vậy. Còn mấy con này cũng đã dọn nổ hết rồi này, Ryubi này, ném góc một chỗ vậy. Estin 024 nha mọi người. Ô đây con tài cụt 192C mới về nha mọi người. Đó, Sinoway E300 quá trời luôn, 020 này, Estin này. Hitachi này. Đó. Còn máy phát cỏ này của khách nha. Khách sửa nha mọi người. Đây cửa hàng em cũng có cả các bình xịt điện nha mọi người. Giá rất vừa tầm cho anh em sử dụng nhé. Nhưng bên em chuyên cốt chuyên về dòng máy cưa máy phát cỏ ha. Đó. Các dòng máy phát cỏ mới bên em vẫn có nha. Giá rất là vừa tầm cho anh em nhé. Nghĩa địa thì máy lớn thì có vài con, chuyên máy cưa chủ yếu. Còn máy phát cỏ thì chuyên máy cưa phát cỏ nhỏ. Echo này. Đó, đã dọn nổ treo sẵn này. Dọn vài cây làm mẫu cho anh em ha. Đó. Rất là nhiều nhá. Anh em nào mà có nhu cầu mà mua đồ phụ tùng thay thế, mua các phụ tùng mới cũng có. Đây bên em khá là nhiều này. Đồ mà đồ để em sửa chữa đây nha mọi người. Các núm bơm xăng này nọ, bít tông này. Đó, chén này nọ. Nắp xăng đầy đủ các cái nói chung đầy đủ các thể loại luôn. Đầu bò 2809 này nọ này. Những cái đầu bò này anh em nào lấy được số lượng mà thợ ấy, em để giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Đó. Đây. Quay chơi chơi vậy cho anh em coi. Rồi thì anh em nào mà có mua đồ phụ tùng gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Các dòng máy thì bên em cũng vẫn nhập về thường xuyên ha. Anh em nào có nhu cầu sở hữu máy nào hay là mua đồ phụ tùng máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đó.